Theo mình được biết á là hiện nay á là quá nhiều người bị đau bao tử, đúng không cả nhà? Ai đưa bao tử, ai đưa bao tử, ai đau bao tử lên tiếng nào. Nếu mọi người mà đau bao tử thế nào thì có thể chia sẻ với Quỳ Linh. Linh mở cái thuốc này nè, để đi hết thuốc luôn, phải về về Sài Gòn đặt cái gì, về Sài Gòn đặt đây. Đây là curcumin hỗ trợ điều trị nha quý vị. Đây là hỗ trợ điều trị, một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị chúng ta. Đây curcumin đó, mọi người thấy không? Mình uống cái này trước đúng đỡ rồi, sau cái mình đi làm nhiều quá nên không có điều kiện để đặt cái, mình quên mất tiêu, thế là bây giờ phải uống lại. Đau quá đấy, một cái hộp như thế này là 20 viên. Mới vừa đặt đem về đấy. Tôi biết chắc chắn rằng hiện nay người Việt Nam chúng ta là 10 người là đau bao tử hết, lại lắm là 6 người đó quý vị. Đây mình đặt một hộp như thế này là 5 hộp nè đó. Curcumin tức là nghệ, một cái công nghệ điều trị hướng, hỗ trợ điều trị hướng đích nha quý vị. Hỗ trợ điều trị hướng đích, đau bao tử nó khổ lắm. Đau bao tử á, là đi không được, ngồi không được, nằm không được, mà để lâu á, là nó loét bao tử, xong rồi nó trào ngược dạ dày. Nó tóm lại là khổ lắm. Đây tôi có cái tem này, tôi uống cái này hôm trước nó đỡ lắm, thật sự là rất là đỡ luôn á. Nó là một cái dạng sủi thôi quý vị. Đây một hộp mà như thế này 20 viên, mỗi một ngày chúng ta uống 3 viên, uống trước khi ăn nha, uống trước khi ăn, uống trước khi ăn 30 phút, sau đó thì mình ăn cơm. Trưa cũng vậy, uống trước 30 phút, sau đó mình ăn cơm, rồi chiều cũng vậy, uống trước 30 phút. Chúng ta uống khoảng một cái liều điều trị, hỗ trợ điều trị là khoảng 2-3 tháng quý vị. Đó. Không vậy nó giống như viên sủi thôi, đơn giản, rất là dễ uống. Em cho anh ly nước. Đây, chúng ta bỏ vào đây, sủi, dễ uống, rất dễ uống nha. Công nghệ hướng đích, tức là một cái công nghệ hỗ trợ điều trị, gọi là tận cái nơi tổn thương quý vị. Công nghệ hướng đích được chuyển giao độc quyền cho công ty Repha, một cái công ty điều trị đây, curcumin đây nha, dễ uống lắm, rất là dễ uống. Bắt đầu đau quý vị, đau bao tử. Đây là một trong những cái điều trị công nghệ hướng đích, hỗ trợ điều trị dùng một công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng cái tế bào tổn thương trong bao tử mình á. Ví dụ thay vì mình điều trị uống thuốc đau bao tử á, mình uống vô nó tràn tùm lum, nó chạy tùm lum hết trơn. Nhưng mà cái này sản phẩm này hỗ trợ điều trị thì ta uống vào nó hướng hướng đích luôn, hướng vô cái chỗ tổn thương tế bào á, rất là tốt. Mình uống trước 30 phút nha. Công nghệ hướng đích đưa curcumin đến trúng tế bào tổn thương nha quý vị. Đây là một công nghệ rất là tốt, mà theo Linh được biết á, thì nghe nói là như đến trước là ở Mỹ đó quý vị. Nó hướng hướng đích, sản phẩm hướng đích tập trung điều trị đúng cái chỗ tổn thương, tập trung mạnh gấp 70 lần curcumin thông thường. Thường người ta nói á, tập trung 7 gấp 70 lần nano curcumin thông thường. Thường người ta nói á, là những cái loại sản phẩm thảo dược đó có nano, tức là nano gì thì uống vào nó chạy tùm lum, nhưng mà nano là nó bọc, những cái vỏ bọc vào nó chạy vào bên trong luôn, theo Linh được biết như vậy. Nhưng mà với cái sản phẩm curcumin này á, là tập trung mạnh gấp 70 lần nano curcumin, là uống rất là tốt. Nó giống như là thơm lắm, thơm ha. Tôi nói sơ sơ những cái công dụng nếm nó hỏi quý vị. Mình uống curcumin vào á, cái sản phẩm curcumin này á là
hướng tới tập trung vào hỗ trợ điều trị tận cái tế bào tổn thương luôn. Thành ra là nó tập trung vào vết loét, nó khỏe, giúp cho cái dạ dày chúng ta khỏe nhanh. Mình để lâu á, những cái vết loét dạ dày bên trong này, nó bị loét. Khi mà mình vào mình khám bác sĩ á, ta sẽ cho cái ống vào đây, mình nhìn thấy trời nó loét, nó đỏ hết trơn luôn, nó đỏ hết trơn luôn. Nếu mà để lâu á thì nó rất là nguy hiểm. Nếu như quý vị không đi khám, chúng ta khám HB nha, ai có bao tử chúng ta kiểm tra HB. Và hiện nay cái việc mà trào ngược dạ dày rất là nhiều quý vị. Đôi khi mình không có nằm dài được, mình ăn xong mình phải nằm dài, nằm ngủ vậy nè, mình nằm mình ngủ ngồi á, ngủ ngồi để cho cái thức ăn nó không có tràn ra ngoài. Mà tối mình đừng ăn nhiều lắm ha. Cái Cumin này sẽ giúp cho tập trung điều trị, tập trung vết loét khỏe cho cái dạ dày chúng ta, bởi vì điều trị tốt hơn 70 lần cái curcumin nano bình thường đó quý vị. Nên rất là tin tưởng cái curcumin này. Thật sự mà nói, nhờ cái này mà đỡ đau, hỗ trợ ha, hỗ trợ ức chế vi khuẩn HB luôn. Đây, nên chắc chắn rằng nếu như ai bị bệnh đau bao tử là đều sợ cái vi khuẩn HB. Bởi vì HB, vi khuẩn HB nó sẽ gây ra ung thư như vậy, nó dẫn đến việc ung thư đó nếu không điều trị. Vậy thì ai, Linh chia sẻ rằng ai bị đau bao tử nên đi khám và tìm xem có cái vi khuẩn HB không ở trong hay không. Nếu có vi khuẩn HB thì chúng ta phải tích cực điều trị, và các bác sĩ sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị. Và mình có vi khuẩn HB thì mình sẽ dùng Cumin này, nó sẽ ức chế được vi khuẩn HB luôn. Đấy. Cái Cumin này rất là hay ở chỗ nào, rất là dễ uống, quý vị thấy không? Rất dễ uống. Nó là một, đi đâu mình có thể bỏ túi một cái hộp thế này. Hai cái hộp này là 20 viên, chúng ta uống được mấy ngày ta, một ngày 3 viên, uống được một tuần. Vậy thì rất là đơn giản, mà đau bao tử không trị á là nguy hiểm lắm. Xin nhắc lại nha, mình mua 9 hộp curcumin này mình được tặng một hộp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.